nó không hấp dẫn nào. Ôi ôi đây. Thôi đừng ngon lắm nha. Đây hôm nay có ốc này, ốc gì mà nó nhỏ vậy con? Ốc vặn hả? Ừ, ốc con. Ốc con. Ừ. Còn ốc kia? Này là ốc mít, ốc nhồi. Trời ơi, ốc to dữ vậy. Ừ. Rồi cho ông bác đi. Ừ. Bác ngồi cho mẹ. Dạ. Ăn không? Ngon lắm đấy. Hay quá, ra ngoài này thì đều tìm đến cánh này rồi. Đây cái xe nhỏ xíu này là mấy chục năm rồi đó. Chưa, đây là mới mang có hơn một năm, còn trước là tôi gánh. À trước bà, trước bà gánh hả? Ồ. Bà gánh là đi tới đâu rồi? Xa lắm đấy. Đi xa lắm, xuống tận là hàng chuối rồi là tăng bạt hổ rồi là. Ôi thơm quá. Nó ăn ốc nào nè? Dạ hai loại luôn. Vâng. Một bát bao nhiêu bà? Ờ, nếu là ăn tất cả, cả có đậu không? Dạ có luôn. 40. Vâng. Còn bình thường? Còn bình thường thì 30. 30. Ồ. Rồi bán mỗi buổi sáng hả? Ừ, chỉ có bán sáng thôi. Rồi xong rồi đi về. Hết lúc nào là về được mấy giờ? Mấy giờ bà dọn hàng? 5 giờ kém là hơn 4 giờ là xuống lên đây là bà bán rồi. Dạ. Yeah. Có mắm tôm không? Dạ. Mắm tôm. Dạ có. Ít mắm tôm cho nó thơm. Lên đầu đập cái hương. Càng thơm giống càng kia. Cà phê. Dạ thôi. Một bột ngoài. Dạ không. Có nước mắm không bà? Có nước mắm thì ở trong này rồi. Chỉ còn có mỗi nếu là nhạt thì là cho thêm gia vị. Gia vị. Trời, hôm nay thời tiết chỉ khoảng mười mấy độ thôi quý vị và các bạn. Đó, mọi người nhìn thấy ai nói không hấp dẫn nào. Ôi ôi đây. Có ốc to nè, có ốc nhỏ nha, cái ốc nhỏ nhỏ này mới ngon nè. Ốc con. Để kịp đi. Không sáng mai ra đây đi. Ngồi dưới hả? Em ngồi dưới được mà. Ngồi trên cho bộ dễ ăn. Ủa có rau nữa hả? Đó. Rau sống ngon. Sáng làm bát bún nóng hổi. Nóng hổi vừa hổi vừa ăn. Rồi. Ngon lắm. Hơi bị ngon lắm nha. Không có bình thường nào đấy. Hôm nay rất là lạ. Hôm nay mấy thầy trò mấy chú cháu tự nhiên mặc đồ đen hết luôn. Cười quá.
ở trong Nam mình buổi sáng mà mình nghe ăn cũng quên. Ăn bún ốc là một số người, mọi người sợ đúng không? Ở ngoài Bắc này là ăn bún ốc là bình thường, được thường xuyên. Trở thành một cái món ăn sáng mà không thể thiếu của người Hà Thành. Đặc biệt cái vị của bà bán á, cái vị nó rất là thanh. Mọi người thấy nãy giờ mình nêm nếm tùm lum các loại nước, nhưng mà cái nước nó vẫn rất là trong. Đó. Ở đây là số 56 đường Lò Sủ. Này nó rất gần khách sạn của mình cho nên sáng ra không còn kịp giờ nên mình đi bộ lang thang. Ở Hà Nội này các bạn đừng có nghĩ là đi ra là phải kiếm những cái quán mà nó đình đám, quá nổi tiếng, quá nhiều người đến nha. Ở Hà Nội là các cái quán ăn mà hè phố rất là đông, ở đâu cũng có quán. Mà những cái quán bé bé, nhỏ nhỏ hay ngoài vỉa hè dễ thương lắm. Mà một cái điểm đặc biệt là quán nào cũng ngon, mỗi quán ngon một kiểu. Bà hôm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Hơn 70. Ủa, khỏe lắm, chú ngon. Dạ. Hơn 70 tuổi, nay 72 tuổi, cô 80. Mà không có nhờ con cái là cứ ngày nào cũng như ngày nãy đi bán. Vô cái nó ngập trong miệng hết, ngon lắm bà con. Ở trong Sài Gòn mình rất khó mình tìm được một cái quán bún ốc mà ngon như vậy, thật sự. Tại cái vị nó không có đúng cái vị chánh gốc Hà Nội. Nó hơi bị cái ngọt ngọt của miền Nam, nó hơi bị lai lai một chút xíu của Sài Gòn thành ra là. Đây thì coi mình xin nói là tạm biệt với quý vị các bạn nhé. Hà Nội là vậy đó. Đó, mọi người ra Hà Nội cố gắng đừng có ngủ sâu quá. Sáng sớm ra hít thở cái không khí xe xe lạnh của Hà Nội những ngày cuối đông, là một bát bún ốc. Cuộc đời còn gì hạnh phúc bằng, đúng không nào? Mình phải dừng ở đây để cho cú cương ăn bún ốc để nó nguội mất. Đây, xin chào quý vị các bạn.